Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh channel Phụ Kiện Di Sinh. Và tiếp nối series những linh kiện mới nhất dành cho chiếc điện thoại Apple F5. Thì trên tay cùng đang cầm là chiếc khay SIM, khay thẻ nhớ của chiếc điện thoại này. Và một số trường hợp mà các bạn nên đi thay, như là trong quá trình các bạn xài thì các bạn vô tình làm gãy hoặc là làm mất, thì các bạn nên đi thay để hoàn thiện chiếc máy của mình hơn, để phục vụ các quá trình sử dụng của các bạn một cách tốt nhất. Và các bạn có thể đến với cửa hàng của mình, vì cửa hàng của mình đang có hàng sẵn để thay cho các bạn. Và hiện tại thì sắp đã có hàng và có hai màu, màu hồng và màu đen ha các bạn. Và các bạn cũng có thể mua về để tự thay. Và nếu như các bạn có những câu hỏi liên quan hoặc là một số câu hỏi thắc mắc về sản phẩm này, thì các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện giấy sinh.com hoặc số điện thoại 0942385839. Và các bạn đừng quên bấm like và subscribe kênh YouTube Phụ Kiện Giấy Sinh để các bạn có thể cập nhật những sản phẩm mới nhất dành cho chiếc điện thoại này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.